ngủ rồi. Hôm nay lại là ngày chủ nhật cuối tuần. Đấy, cả nhà mình đi lễ xong rồi ghé bà nội ăn cơm, bây giờ đi chợ Miên. Đây là lần đầu tiên bà ngoại được đi chợ Miên nè. Bà ngoại của em là với em mà được đi chợ Miên. Sẵn là mình quay làm kỷ niệm rồi, mời các bạn đi xem ở trong cái phạt chợ Miên này á nó như thế nào nha. Thật ra mình cũng quay mấy lần rồi, nhưng mà mỗi năm mỗi khác mà, phải không? Nay mình đi có bà ngoại theo. Bên này nó có cái hồ, nó có cái hồ nước ở giữa nè, có bàn ghế nữa. Người ta mang đồ ăn ở đây, hoặc là người ta mua ở đây cũng có bán đồ ăn nữa. Ra người ta ngồi, người ta ăn, người ta ngắm cảnh. Chạy từ dưới nhà chạy lên đây lấy xe. Không phải là đá giọt mà nó giống chắc có giải. Giải mà giống như đội ABCD là tập trung ở đây là 3-4 độ đây nè. Đây cũng có mấy cái lều bán đồ ăn nè, nhưng mà chưa có nhiều, lên cái khúc kia mới nhiều. Ôi các em nay mặc mát mẻ quá kìa. May quá, đang định đậu xe thì có người ra, là có chỗ đậu xe gần chợ luôn. Ồ, mấy cây cóc nhìn đẹp chưa, trái quá trời trái luôn. Táo tàu, cây hồng, cây này không biết bao nhiêu cây nữa, nhìn đẹp quá. Cô ơi, cô, cây cóc này bao nhiêu một cây, bao nhiêu tiền một cây vậy cô? How much for this one? You don't know it's like mine? $200. $200? Oh, 200 đồng. Mấy cái hồng này năm ngoái mình cũng mua mấy cây nè. Năm ngoái mình mua 101 cây á. Đây nó có riềng tươi nè mấy bạn. Trời ơi, ngon chưa? Thơm lắm. Này lá chanh. Này xoài. Cái này dạng giống như măng á, đọt măng. Ôi mình lo quay quá, mình không biết mẹ với lại mẹ với con mình, chồng mình thì đâu mất tiêu rồi. Đi đến đây cũng vui lắm, ở đây cũng có nhiều món ăn cho mình lựa chọn lắm. Đây có chả giò nè, khóm nhìn ngon quá, rau răm, ngổ nhìn ngon chưa, tươi. Ở chồng sao mà lớn quá, nhà mình chồng nó lên có chút xé nha. Chồng nó cũng không lên. Dạ, mới vào đầu mùa nên là nó còn chưa có lên. Mà người ta chồng sao lên ngon quá. Salad luôn vậy nè, đu đủ. Ôi, mình phải ngó coi. Mọi người đi đâu mất tiêu rồi. Đây, có cái me nữa nè. Cái me trồng cho vui vậy thôi, chứ bên mình á 7 tháng là lạnh á, nên là có trồng nó cũng không có ra trái kịp đâu. Cái này mình quay mà mình đi theo cái bước chân của mình là nhanh lắm á, mình phải đi chậm chậm lại thì quay mấy bạn coi á không có bị dạng như bị chóng mặt á. Mấy lần mình cứ đi mình quay á coi không nổi, chóng mặt ơi là chóng mặt luôn. Đây họ làm cái bánh dạng giống như bánh khọt á, nhưng mà cái này nó tròn. Còn bánh khọt của mình nó có một nửa mặt thôi, còn cái này nó là nguyên một mặt luôn. Họ làm xong họ úp lại á. Cũng làm dạng nửa cho bánh khọt nhưng mà ta úp lại nè. Oh, anh xã mình đây rồi. Đây. Ủa mẹ đâu hả anh? Thấy chị Linh chưa? Ồ. Oh. Cái chợ Miên này á mà người quen mình đi mà vòng vòng họ cũng gặp nhau à. Bảo vòng không biết bà ngoại đâu rồi. Thấy vui không bà ngoại? Hello, em là đâu có ảnh
đi vòng vòng coi có cái gì mua đó mà chắc ảnh thích ớt ở chợ Miên đó, ảnh đi mua rồi. Em ba ơi, hai cả nhà đó. Hai chị Hào, hai bác hả, mới ăn rồi nhẹ rồi, ăn nhẹ xong chạy xuống đây nè. Thôi định không ăn mà bà nội đó đồ ăn rồi nên là vô bà nội ăn cho bà nội vui. Hả? Dạ tuần nào cũng có món bún ăn vịt của bà nội. Bún ăn đó. Nô em đi vòng vòng quay coi có cái gì ngon ngon thì mua. Bác ơi ăn nè con. Ơi ơi. Em ăn đi, chị vừa ăn đấy rồi. Vừa ăn nhà bà nội xuống rồi. Đẩy em ba đi vòng vòng để dẫn em là ơi con muốn ăn bánh chuối không hay ăn barbecue. Đây có bán thịt nướng gà nướng nó tùm lum nè, con không muốn hả? Ok không muốn thôi. Đây nó có bán cánh gà mà họ nhồi thịt bên trong á, cánh gà họ nhồi thịt bên trong to lắm. Còn cái bên này là cánh gà không có nhồi, có xúc xích nữa, là bên này thịt bò thịt heo thơm quá. Trời ơi cái này mua mà xếp hàng nè coi nha, dài ông sập luôn, biết bao giờ mới tới thân mình. Thôi đi mua chỗ khác đi, cái chỗ này không biết họ bán ngon hay sao mà đông người xếp hàng quá. Bên này cũng ok nè, chỗ hàng này họ bán bánh chuối chiên ngon lắm. Một đồng một cái hả, năm ngoái là hai cái. Ồ không, có cái hai cái một đồng, có loại thì hai cái một đồng, có loại thì một đồng một cái. Ở đây thì mình cũng phải xếp hàng. Eo là ơi con trả tiền cho người ta nhá. Say thank you nha Eo là. Lấy đồ ăn. Eo là nói cảm ơn đi con. Say thank you. Ok. Rồi bỏ xe để tí để mình mang đến chỗ mình ăn. Nó mình bỏ dưới này nè con, ở trên nó em nóng sao. Em ba. Eo là chắc là thích ice cream đó, để mua ice cream cho Eo là. Ice cream ở đây không có ngon đâu mà mắc nữa, nhưng mà thôi kệ đi chơi. Mua cho cô ấy vui. Here you go. Eo là nói sao con? Cầm hai tay đây con, cứ thích rớt. Rồi, Eo là thích cái đó. Đợi mẹ tí mẹ trả tiền đó nha. Hóm nhìn ngon quá. Chút nữa mình cũng mua mắm bò hót. Mắm bò hót ở cái bà này mỗi năm bà bán ngon lắm nè. Hai. Yeah. Excuse me. Yeah, give me the là gì ta? Quên mất tên rồi. Okay, hấp cháy lại là tầm hôm sau cái nó. Cái này gọi là gì ta? I forget name. Papaya salad number hot. Yeah, I like it. How many you want? How many order? Just one. Oh, okay. How much for one order? $10. All right. Ngày xưa mình mua có 5 đồng, bây giờ là 10 đồng á. Cái gì nó cũng lên giá. Everything how many hot? Yeah, I love I like hot everything. But hot, right? Hot. Yeah. Medium or spicy. I love the spicy. Okay. Enough? No, I don't want it. Just a little bit. Yeah, thank you. Ôi, YouTube bỏ tỉnh à. Đang đi quay. Đấy. Hai em tỉnh. Live stream hả? Em tưởng nó quay chứ. Quay rồi. Đó là này nhìn nè. Cái món này là món. Cái này gọi là gì em quên mất tiêu rồi. Gọi đu đủ. Gọi không phải là gọi đu đủ. Cái này đúng là đu đủ. Dạ, biết là gọi đu đủ nhưng mà cái mình hay gọi là cái gì nhỉ? Cái này em hỏi anh rất fan đâu mà hỏi. Gọi đu đủ là tiếng Việt Nam mình biết rồi, còn hát pataja là cái phạt Thái đó là khác. Còn nó có cái tên gì mình hay gọi lắm cơ. Họ cho tùm lum hết ớt rồi mẹ ơi, xa ra nó bắn vô hôi lắm á, tại vì nó có mắm á.
ớt nè, rồi đậu đũa, đậu cái gì cả ta, cà chua, rồi cà pháo, rồi thank you. Họ cho mình ăn thử xem vừa chưa, nó thành họ trộn cái gì không á. Bên này là họ bán quần áo, rồi mấy cái khăn, khăn quàng á, quần áo baby dạng vải tô này mặc mát lắm nè. Excuse me. Mấy cái dạng vải tô này mặc cũng mát lắm nè. Vàng giả đeo lấy hên ngày đầu năm á. Ở đây nó có mấy cái quầy bán cá đồ này kia nè, họ đi câu á, xong rồi họ bỏ đống đá rồi họ bán nè. Mấy năm trước mình mua là 5 đồng một phát á, mà hôm nay chắc hơn rồi. Cá này là cá tươi đông đá đó. Bên này có siro nữa nè, siro bào đá rồi này kia cho thập vô ăn, giống kiểu ngày xưa Việt Nam mình hay ăn, có hạt é nè. Đây là bánh gì đấy không biết, chắc bánh ít lá dứa. Cái này là bánh cho bánh chuối dừa nữa. Cái này là trái táo Việt Nam mình. Cái này là phạt thái họ làm tại chỗ nè. Tí nữa mẹ quát cho con. Quay con hả? Gì hả? Đi làm gì hả? Ồ, bên này cửa hàng bán đồ chơi nè. Bên này bán thịt nướng rồi nè, mà bên này đỡ người, ít người đứng chờ hơn nè. Ồ, không phải là không có người đứng chờ, mà là cũng phải đứng mình mua xong mình nói người ta ghi vào trong cái bịch á, xong cái thứ tới cứ thịt nó chín là bỏ vô cái bịch tên rồi mình tới mình lấy. Thành nào các bạn, ủa sao cái hàng này nó không phải chờ, mà thật ra phải chờ nha mấy bạn. Có bánh chuối, có cái cục chiên chiên em là thích đó, em là đợi mua đó. Ủa em ba bú sữa ngoan chưa? Ủa mình sữa nằm im luôn. Đáng lẽ là chưa cho bú đâu, mà biết sao không, trời nóng quá mà cho nó ú chứ không thôi để thiếu nữa là nó hư cái sữa. Nó vừa có hù rồi. Đi ngang mua ăn cho đã thôi, anh ăn rồi. Dạ em nè. Mua cho vừa mình ăn nhiêu xoài ham một hai trái không à. Nói. Đúng không? Đúng không? Đó còn 1 ngàn mà nó biết gì đó anh. Chết rồi. Trời ơi, chào nữa kìa, người ta chào nữa kìa. Bye bye đi. Không bỏ tay mồm á. Có răng chưa ta? Chưa có cái nào hết. March, April, May, June, July, August, September, October, November.
đạp ra là nếu mà ấy là thở ra đạp đi, đạp ra đi.